Tên là Bình Diệp, em 26 tuổi ạ. Em làm nghề gì? Dạ, em là thư ký ạ. Thư ký? Dạ. Còn em? Em tên là Thành Luân ạ, em năm nay 28 tuổi. Em là kỹ sư xây dựng ạ. Họ gì em? Em họ Nguyễn, Nguyễn Thành Luân. Nguyễn Thành Luân. Ôi, một nhân vật nổi tiếng trong bộ phim Ván Bài Lật Ngựa. Thế thì hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Ai là người để ý ai đầu tiên? Bọn em quen nhau qua mạng. Em ở Sài Gòn, còn vợ em là Hà Nội. Là 5 năm trước thì cũng lên mạng chat chít tán gái. Trong số nhiều cô thì em chọn cô này. Ấn tượng cô này, một là cách nói chuyện thông minh, đặc biệt rất là đánh đá. Đánh đá sao đâu, em có thể ví dụ không? Luôn luôn kiểu giọng thách thức, thể hiện là ta không cần. Qua 2-3 tháng nói chuyện tán tỉnh thì nó trốn gia đình từ Sài Gòn ra Hà Nội. Rồi gặp cô ấy ở Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngay từ đầu tiên gặp thì em cũng khá ấn tượng hình thức ở ngoài là cắt tóc ngắn, rồi dáng rẻ rất là nhỏ nhắn rồi lanh lẹ. Tức là bạn này là trốn gia đình ở Sài Gòn đúng không? Đi ra ngoài đó thăm rồi. Em định chính anh chị là không phải thăm em đâu, mà là thăm vài cô, trong đấy có em. Mỗi cô một ngày, em là ngày đầu tiên. Mà ngày đầu tiên thăm em xong rồi chắc bỏ mấy cô kia luôn á. em cũng nghi ngờ lắm, không tin được anh ạ. Rồi cái ấn tượng của em ban đầu về anh này như thế nào? Đầu tiên thì qua mạng thì em chẳng ấn tượng gì cả, vì anh này học cao đẳng, xây dựng nữa, lăng nhăng, không có tương lai gì cả. Nhưng mà cứ đòi gặp mình thì thôi, em ok, tại vì mình là sống mất gì đâu. Gặp đầu tiên thì anh này mặc quần trắng, em nghĩ trời ơi, đàn ông quần trắng thì mà biến thái á. Trời ơi, cũng may em tôi chưa mặc đùn trắng nha. Mặt lại còn mụn nữa, lại kính cận nữa, đặc biệt là lùn quá. Thế em nghĩ thôi chắc cũng chẳng có tương lai gì cả. Em nghi quá, em bắt cho xem giấy tờ chứng minh. Trước đó gặp mấy cô khác nữa mà chưa thấy cô nào kỳ cục như cô này. Lần gặp đầu tiên yêu cầu kiểm tra bằng lái, kiểm tra chứng minh thư. Em biết là cô này có bình thường hay không, kiểm tra bằng cái giấy tờ. Nhưng mà rồi em có cho kiểm tra không? Vâng thì em bình thường mà mình cũng phải là người gì đâu thì cũng cho kiểm tra cái thứ. Sao em siêu phàm vậy? Em trốn ra Hà Nội mà em mang đầy đủ giấy tờ vậy đó. Rồi bao lâu thì các bạn mới bắt đầu tìm hiểu và yêu nhau? Khoảng 6 tháng sau đó thì bọn em vẫn tiếp tục chat chít qua mạng thôi ạ. Thì đến 6 tháng sau thì anh này có ra Hà Nội lần nữa. Thì sau đấy thì cũng có chút chút ấn tượng hơn thì lại tiếp tục chat chít nữa. Chat chít nữa? Dạ, lại nửa năm sau nữa. Phần anh này dù em vào Sài Gòn. Thế là em trốn bố mẹ em, em nói dối bố mẹ em. Chắc là bây giờ bố mẹ em mới biết. Bây giờ mới biết. Dạ. Thì vỡ mộng. Vỡ mộng? Dạ, vỡ mộng ngay hôm đấy. Lý do? Ra đón vợ em, rồi hai đứa về khách sạn. Thì trong lúc chơi bời nói chuyện thì vợ em phát hiện tin nhắn của em. Có rất là nhiều tin nhắn của các cô khác. Chúc ngủ ngon, à ơi, cà phê. Em mới điên lên, em cầm hết bia ở trong tủ lạnh khách sạn, em gom vào trong nhà vệ sinh. Em uống, em la hết, em khóc lóc, âm ỉ, đập phá. Thực ra là em có uống một tí tí rồi, nó đắng quá. Nhưng mà em giả vờ là em uống, em say, em lung tung, em quậy luôn. Thế là anh ấy không chịu nổi. Cô không ngờ là mạnh như vậy. Em nghĩ là lần đầu quen, lần đầu tiên quen, chưa phải là vợ chồng, chưa phải là người yêu. Thế mà cách phản ứng cô em lấy lạ quá. Lúc đầu em định bỏ về để em dọa cô ấy. Nó đóng cửa ngoài rồi mà thấy cô ấy phản ứng ghê quá, vẫn khóc u rồi thì em lại phải quay trở lại. Rồi thì cũng xin lỗi, nịnh nọt, vâng, để làm huề. Nhưng mà cô rất là căng, hôm sau đòi về ngay. Tối đó em có ở lại không, làm về nhà em? Nói thật trung thực là có, sợ cô gái này mới lớn, sợ cô ấy có cái hành động gì dại dột. Cái lúc đó là em tại sao em lại làm như vậy? Là cái cảm xúc thật của mình thôi ạ, là em không nghĩ là chết sao lại gặp phải cái tên lừa đảo này. Thôi đời mình xong rồi, em gọi điện hết cho các bạn bè. Thôi tao xong rồi, có khi tao sang Campuchia mất thôi chúng mày ơi. Em ầm ĩ lên trong nhà tắm như vậy. Anh này sợ em làm gì, thành ra cả đêm ngồi canh nhau, chả làm ăn được gì cả. Rồi rồi. Ủa có nghĩa là chưa xảy ra chuyện gì? Dạ chưa ạ. Vậy mà tự nhiên em nói là đời em tiêu rồi, đời em mất rồi. Chị tưởng là lấy xong, nó cướp xong rồi. Trời, em đâu xong nó bỏ đi rồi em mới đập phá dữ vậy chứ. Em đâu có dễ. Luôn luôn phản ứng thái quá rồi, phản ứng mạnh làm. Mọi người là cá tính mạnh đúng không? Vâng, cá tính rất mạnh. Rồi có lần nào mà cô phản ứng mạnh như vậy nữa không? Có tiếp tục lần thứ nhì và về cái chuyện là trốn các cụ đi thăm lần nữa. Là anh này trở ra hoặc là em trở vô nữa không? Có lần nữa. Có lần nữa. Là ai? Em vào. Ai vào? Em lại vào lần nữa. Em vào lần nữa. Bố mẹ em chắc là bây giờ mới biết ạ. Lại nhưng mà lại khách sạn. Lần này thì là nhân dịp cưới chị gái em. Thì em cũng chính thức là về giới thiệu gia đình. Nó thì về nhà em đàng hoàng. Rồi lần này là ở nhà em. Dạ. Vâng, ở nhà em. Lần này vào thì em gia đình ở bên bạn trai đấy ạ. Không chấm điểm em cao lắm. Các cụ không nói thẳng ra nhưng mà em cũng đoán được thái độ của mọi người ạ. Lý do gì không chấm điểm em cao? Lý do thì anh này anh giấu em. Nhưng mà em tự đoán được là có lẽ là chắc là do cái cách cư xử của mình nó chưa được đúng anh.
À, hôm đấy thì mẹ chồng tương lai em thì đang làm cố. Mẹ em thì là cực kỳ giỏi giang và đảm đang. Thì em thấy mẹ đang chặt thịt gà. Gia đình em thì mấy công việc nặng thế là của bố em. Thì em nói là ơ bác, sao bác không kêu anh Luân vào chặt đi, bác chặt làm gì? Mẹ em liếc nhìn cái, em nghĩ thôi chết rồi, xong đời rồi. Gia đình em ấy có truyền thống là con gái là chuyện nội trợ, gia đình vợ em lại có điều ngược lại, tức là vợ vẫn cơm nước như vậy, nhưng mà riêng chuyện nặng, ví dụ là chặt gà hoặc là sửa soạn nhà cửa thì là của đàn ông đó. Nhưng mà những việc đấy thì ở gia đình em là kể cả cơm nước là nặng nhọc thế nào cũng là phụ nữ. Thì có mẹ chồng ở dưới không? Coi như là xong rồi. Dạ. Tiêu rồi. Vì gà thì không chấm rồi. Nói chung là bác yên tâm. Ở đây là có gì con hỏi bác xác nhận có đúng hay không. Rồi nhưng mà sau đó thì em ở nhà của bạn trai em được bao lâu? Em ở 3 ngày ạ. À, bạn gái em về thì Vi nói chuyện với em, nói là không đồng ý. Vâng, mẹ nói vậy thì thôi thì mình phải tìm cách từ bỏ cái tình yêu này. Thì thực ra lúc này hai đứa bắt đầu yêu nhiều chị. Thì 2-3 tháng sau đó đúng thật bọn em là dằn vặt quyết tâm chia tay. Hai đứa đều cố gắng cắt đứt liên lạc. Nhưng mà thật sự trong lòng này vẫn là rất thương yêu. Nghĩa là quyết tâm chia tay nhưng mà cái chân còn méo lại đúng không? Nhưng mà làm sao để vượt qua những cái điều đó nhưng đến được với nhau. Bọn em yêu nhau thì cũng không chịu nổi được nữa. Thì ngăn cản nhưng vẫn yêu. Thì bản thân gia đình nhà vợ em cũng không đồng ý em. Lúc nào thì em ra mắt gia đình nhà vợ? 6 tháng sau thì em lại ra Hà Nội thăm vợ. Có nghĩa là em đưa bạn trai về giới thiệu với gia đình. Dạ. Rồi tại sao bố em lại không đồng ý? Là tại lúc đó thì bố mẹ em biết là em có một người yêu thật. Trước đây thì mẹ em thỉnh thoảng thấy có một thằng miền Nam nào ấy, nó gửi quà, bánh kẹo, gấu bông, túi sách. Thì bố em bảo là ngăn đi chứ không nhận quà như thế. Nhưng mẹ em thì chắc ham quà. Mẹ em bảo thế chứ, mất gì đâu, cứ để cho nó gửi đi. Thì đến lúc em nói chuyện mẹ em mới ngã ngửa ra, chết thật. Này thì sao mất con thật. Thế là bố mẹ em phản đối vì xa quá. Bố em còn nói với anh này là bác không chê cái gì cả, bác chỉ chê cho xa quá. Thôi đừng lấy nhau, bác nhận mày làm con nuôi. Mà anh đâu cam tâm đâu, không cam tâm. Em đến chơi thì vẫn mời cơm. Nhưng mà bố em nói là hai đứa cứ ăn cơm nước xong rồi mà bác mời con đi về. Hai anh em cứ nhận nhau là anh em thôi. Sau này con lấy vợ thì ra ngoài này chơi thì vào thăm em nó. Em nó mà lấy chồng mà có vào Sài Gòn chơi lại vào thăm anh. Coi như là hai anh em nhận nhau là anh em thôi. Trời ơi. Tức là chiến lược của các cụ kỳ này bị sai lầm. Càng cản càng yêu nhau, càng quyết tâm hơn đúng không? Tụi em là lấy nhau được bao lâu ạ? Là bọn em lấy nhau được 1 năm 6 tháng rồi ạ. Nếu như mà có bố mẹ em mà ở trong này thì anh nghĩ là chắc cũng sẽ đến trường quay này phải không nào? Vậy thì hôm nay thì anh hỏi luôn. Thì với một cái ngày đặc biệt thì em có điều gì muốn nói với mẹ em hay là muốn nói với vợ em không? Thực ra là ngày hôm nay chính là ngày mình kỷ niệm 5 năm bọn em yêu nhau, quen nhau. Thì có món quà mà vợ em yêu cầu mà chưa bao giờ em thực hiện được. Em xin phép chương trình hát một đoạn ngắn, khoảng 2-3 câu. Tức là em đã yêu cầu cả 5 năm nay mà chưa bao giờ được. Em yêu cầu mà không có làm cho em. Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Đời anh như con thuyền trôi giữa dòng sông mênh mông lãng du, cơn gió êm dù tháng năm lòng hoang vắng. Giờ hôm nay không là mơ, vòng tay em du anh làm thơ, biết mong chờ anh biết bây giờ anh đã yêu. Đó là những lời gọi là thay lời muốn nói đúng không? Giờ có muốn thỏa thẻ gì nữa không? Nhưng mà thực ra là cái người mà em cần nói bây giờ là mẹ đó. Xin giới thiệu đến với trường quay ngày hôm nay là có mẹ chồng của cô dâu. Có một món quà nữa để tặng cho vợ và mẹ. Wow. Con tặng mẹ. Thời gian vừa qua cảm với chị em, anh em chúng con cũng nó nhiều cái lỗi với bố mẹ. Chúng con chưa quan tâm với bố mẹ nhiều. Đây là lần đầu tiên con mạnh dạn con nói lên. Con muốn nói với bố mẹ rằng là chúng con có lỗi gì bố mẹ bỏ qua chúng con. Ngày hôm nay chúng con có một tin vui là bố mẹ sắp có cháu nội. Bố mẹ hãy cùng chúng con chung vui cái niềm vui này. Qua đây thì mẹ cũng muốn nói với các con là đôi lời. Lúc nào các con cũng phải nên nhớ một điều là có ông, có bà, có cha, có mẹ với có mình. Đó, thì mẹ muốn là các con là luôn luôn
nhớ lấy những cái lời dạy bảo của cha, của mẹ, cũng như các con sau này có cái con đường và có những cái hướng tới để nuôi dạy và chăm sóc các con được tốt đẹp. Đó là điều mẹ mong muốn nhất. Cả nhà mình yêu thương thắm thiết nhau, đưa đem cầm hộ. Coi như là... Rồi, xin mời hai em. Thôi bây giờ không nói nữa, để nói một tí là tôi khóc bây giờ đấy. Thôi bây giờ để mình nói. Chứ nói hồi nữa khóc rồi, hồi này không ai dỗ đâu á. Không lẽ giờ tôi ôm Hồng Vân. Thôi bây giờ hai bạn có cái gì gọi là bất ngờ ở cái người bạn đời của mình hay không? Bây giờ trước tiên anh hỏi Thành Luân nè. Trong thời gian yêu nhau nên là chỉnh chu hình thức, đi chơi như là nước hoa hoặc là đánh răng sạch sẽ mà em không phát hiện. Nên là lấy nhau về một thời gian thì chắc là cái tấy nó xù xòa hơn. Đặc biệt điều là ăn rất thích, trong món ăn rất thích ăn tỏi. Và chuyện này rất là ảnh hưởng đến chuyện tình cảm hai vợ chồng, mất cảm xúc. Là sao? Nhiều lúc hai vợ chồng muốn gần gũi mà em thấy mùi vậy là em hết cảm xúc luôn. Nghĩa là tục hứng luôn đúng không? Còn một điều này nữa anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Người ta thích ngửi mùi hương hoa, mùi nước hoa. Đây cô rất thích ngửi mùi em. Thứ nhất là hôm nào đi làm về nhất chưa tắm rửa, rất thích ngửi mùi chồng. Là thích lắm luôn. Nghiện mùi chồng. Hủ xạ tự nhiên hương hay không? Hay á. Ủa nhưng mà sao em lại thích cái mùi đặc biệt đó của anh nhỉ? Em cũng không biết nữa, khi mà tắm rửa xong thì toàn mùi dầu gội rồi sữa tắm, sà bông em không thích nữa. Em thích cái mùi tự nhiên cơ. Hơi bẩn bẩn một tí nhưng mà em lại thích. Trời ơi. Thích cái mùi nào nó bẩn bẩn. Em đi từ cái lạ này qua tới cái lạ khác luôn á. Chị hỏi nè, chị đó, em nghiện cái mùi tỏi đúng không? Dạ. Là để chống ung thư hay sao? Dạ không, em thích vì ăn nó ngon thôi ạ. Có bao giờ em có cái cảm nhận là chồng em không thích cái mùi đó không? Lúc đầu thì ông ấy còn nói em là chết vì làm sao ấy, mùi hơi thở nó sao, đi khám đi, bệnh tật làm sao ấy. Thì lúc đấy em mới biết là chết cho ăn tỏi rồi. Vậy á hả? Rồi bây giờ em khắc phục chuyện đó như thế nào? Dạ thì em cũng tránh bớt ăn vào buổi tối thôi ạ. Chứ chị mà nấu ăn đó mà chị băm tỏi đó mà cái tay không rửa ra luôn á, cái mùi nó còn hoài á. Nãy giờ là chồng kể xấu về em, tới thời gian em kể xấu về chồng em rồi đó. Quá kỹ tính, vào trong nhà tắm anh sắp xếp đồ đạc cẩn thận đâu vào đấy. Em thì thấy thế em bực quá, em làm cho sạch đi, xô lệch đi một tí trông nó sinh động. Cái gì nó ngăn gọn quá em không thích. Anh ấy lau phòng mà anh lau kỹ cái đường chỉ kẻ, đường trắng trắng đấy ạ. Nữa là anh ấy thỉnh thoảng anh ấy lây máu điên của em sao ấy. Tính bình thường rất là hiền nhưng mà những lúc cục lên thì rất là điên. Ví dụ như đập đầu vào tường này, đấm tay vào tường này. Ủa sao vậy? Những cái lúc đó là tại sao em lại làm như vậy? Thực ra là quá lắm thì em mới làm như vậy. Vợ mình phải cố gắng kiềm chế, nghĩa mình đánh vợ. Thì những lúc như vậy thì mình phải tự làm mình đau mình. Nhưng mà em bực vợ em cái gì mà để đến cái mức mà em phải tự đập đầu vào tường? Nói chung là nhiều những vấn đề mà nó tích tụ lại là nhỏ thôi. Rồi mỗi lần thấy chồng làm vậy có đứt ruột không? Lui cũng xót xa lắm chị, nhưng mà em vẫn giữ mặt lạnh thôi. Giống như mặt lạnh. Em nói là đập bể tường ráng chịu. Vậy là chồng em xác suất là đập bao nhiêu lần thì tự ngưng? Chắc là đau quá tự ngưng chị. Cũng muốn ngưng lắm nhưng mà nhiều khi quê chờ em ra can ấy mà em kệ thôi. Thế bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Bớt kỹ tính lại cho cuộc sống nó thoải mái. Không phải lúc nào cũng lên lịch và lúc nào cũng mở miệng bằng câu hoàn hảo thì, giá mà thì, giá như thì, cầu toàn thì. Em rất là mệt mỏi với cái câu đấy. Thế còn em? Em mong muốn là từ nay thì mình sắp có em bé rồi, vợ em sẽ sắp xếp công việc, sắp xếp lịch làm việc nó hợp lý để không ảnh hưởng sức khỏe, để mà chăm con sắp tới nữa. Ra tiếp xúc với tụi em á, chị có một cảm nhận như vậy nè. Hai cái cá tính này quá mạnh. Người ta nói như vậy nè, thường hai cá tính này á, thì người này bù cho người kia. Nhưng mà nếu mà nó ở cái mức độ mà quá đi thì là tụi em sẽ gặp những cái chuyện mà nó không hay cho cái cuộc sống sau này. Thì theo chị như vậy nè, em giảm đi cỡ 30%, bạn này cũng giảm đi 30%, thì sau này á, đứa con của em nó sẽ được thừa hưởng cả tính cách của hai bố mẹ thì nó sẽ rất là hoàn hảo ha. Nhưng mà thực ra với một cô vợ mà có cá tính như vậy, cuộc sống của em thú vị lắm, chị nói thiệt. Chứ còn mà nó đơn điệu quá em cũng mau chán vợ lắm. Không, cái đó là cái kinh nghiệm của những người mà làm nghệ thuật á, là tụi chị, những người nào mà có cá tính á, là em bực đó nhưng mà em yêu hoài. Em hiểu không? Nhưng mà bạn này lại là cái người để bù đắp, để mà quy hoạch em á, để đừng cho em bị xa quá quy hoạch em. Nên tụi em khó mà rời nhau được lắm. Và chúc tụi em thiệt là hạnh phúc nha. Cảm ơn em. Cảm ơn anh chị ạ.